Điểm danh những chiếc cassette mini thông minh Afibao hàng đầu Việt Nam hiện nay thì không thể bỏ qua chiếc cassette thông minh Afibao TS36 này. Chiếc cassette này mà nhận làm số 2 thì đảm bảo không có chiếc cassette nào xứng danh số 1 cả. Tại vì đây đúng là một siêu phẩm mà không phải chiếc cassette nào cũng có được. Thứ nhất, cassette của chiếc cassette này là được sử dụng thép đặc dày 10 ly từ phần cánh cửa cho đến phần thân cassette. Tuy nhỏ gọn nhưng mà hiếm chiếc cassette nào mà có cái thép dày như vậy được, nên chống khoan kệ phá cực kỳ tốt. Khi mà chúng ta sử dụng búa xạ này, kệ đục phá thì khó mà có thể mở ra đi được. Và hơn nữa là cái cassette này được sử dụng khóa là khóa vân tay tích mạch, nên có độ bền và ổn định rất là cao và chống được cái việc là giò vân tay như một số loại cassette khác, cao cấp hơn cả loại khóa vân tay của Philips cực kỳ nhiều. Ví dụ khi mình mở ra thì mình chỉ cần đặt vân tay vào đây này, máy sẽ bao mở được ngay và không, gần như là không có một chút gì gọi là độ trễ hay là độ dơ khi mình mở cả, tại vì mở nó rất là nhạy và nó rất là bon. Và vân tay này thì mình có thể cài đặt được là 100 vân tay khác nhau, tức là không bị giới hạn số người sử dụng. Và hơn thế nữa là nếu như chúng ta mà không thích sử dụng vân tay thì chúng ta có thể sử dụng bằng cách là bấm mã số điện tử thì cũng rất là nhanh. Trước khi mở chúng ta ấn nút thăng, sau đó nhập mật khẩu là mình đang sử dụng vào, phím bấm rất là trơn, nhưng đây là do mình nhập sai nên sẽ không mở được ra. Mình nhập đúng vào cơ. Đấy, nhập sai nó sẽ kêu lên như này. Đấy. Đấy, tức là khi mình ấn sai mã số mà quá 3 lần nó sẽ kêu lên, yêu cầu phải nhập đúng mật khẩu vào. Và nếu như muốn hết kêu thì một là mình có thể nhập đúng mật khẩu vào, hoặc là chúng ta có thể đặt vân tay vào đây thì máy sẽ hết kêu được luôn. Và đây chính là cái phần mà mình sẽ mô tả này. Đây chính là cái điểm khác biệt của cái cassette này. Thứ nhất là bình thường ở bên ngoài thị trường ấy, thì chúng ta có thể thấy được luôn cái phần cánh cửa nó sẽ dày lên tận chỗ này luôn. Nhưng về bản chất là người ta làm theo kiểu dạng thép hộp là kiểu thứ nhất. Kiểu thứ hai là người ta có thể làm một lớp thép rất là mỏng ở bên ngoài, chỉ có độ dày từ 0,8 cho đến 1,2 ly thôi. Nên là nhiều khi chúng ta có thể sử dụng các cái vật nhọn ấy, cậy mạnh vào là vẫn có thể phá ra được. Nên khi mà chúng ta xem ở trên các chương trình thời sự về các vụ trộm cắp là hay bị đục phá ra là vì cái lý do đấy. Hoặc là ở bên trong là người ta đổ các cái phần bột chống cháy hay là các cái phần cát chống cháy vào để tạo độ nặng, cũng như là cho người dùng nhìn nó cảm giác là được gọi là trông dày dặn hơn. Nhưng thực tế nó rất là mỏng và không chống được cậy phá như bình thường. Nhưng chiếc cassette này đây chính là cái phần nổi trội, được sử dụng thép đặc dày nguyên khối lên đến 10 ly cực kỳ chắc khỏe. Và chốt khóa của chiếc cassette này, chốt to rất là dài và chắc chắn. Chốt khóa là chốt khóa P32 đúc liền nguyên khối, sẽ ăn sâu vào trong lòng của chiếc cassette này khi mà khóa cửa lại. Và ở bên phía bên đây thì là một cái chốt dạng bản hình chữ U và được sử dụng thép tấm cũng dày 8 ly, kéo dài dọc theo cái phần thân của cassette này lên, đảm bảo việc chống khoan kệ phá rất là tốt. Tại vì sao mình Nguyên lại nhắc đến cái phần đảm bảo chống khoan kệ phá rất là tốt như vậy? Bởi vì thông thường nếu như mà để mà bảo vệ cho cái tài sản của chúng ta một cách hiệu quả nhất, thì thứ nhất khóa là phải xịn, thứ hai là thân thép là phải chắc chắn để chống được cậy phá đi, thì như vậy mới là một chiếc cassette an toàn. Thì đây chính là một chiếc cassette mà mình Nguyên đánh giá là hội tụ các cái tính năng mà an toàn tuyệt đối nhất. Tức là khi mà chúng ta để tiền vào đây, để những tài sản quý giá vào trong đây, để những tài sản mà cực kỳ cao cấp vào trong đây, thì khi mà chúng ta đi vắng thì không lo bị mất trộm, bởi vì đã có chiếc cassette này rồi. Và hơn nữa là gì, nếu như bạn lăn tăn là cassette này nhỏ như vậy thì có dễ bị khênh đi hay không, thì các bạn hoàn toàn yên tâm. Bởi vì phía sau của chiếc cassette là đã bố trí sẵn hai cái lỗ ốc vít để vít cố định chiếc cassette này vào trong tường hay là vào trong tủ. Nên khi mình dùng vít, vít này là vít bằng sắt, thì mình vít cái cassette này, tức là mình mở ra mình vít từ bên trong, mình vít vào trong tường hoặc là vào trong tủ để mình cố định lại, thì cũng không thể nào mà khênh trộm đi được chiếc cassette này luôn. Và hiện tại là sản phẩm này thì ở bên trong cái lòng ấy thì có kích thước ở bên ngoài là chiều cao là 40cm, chiều ngang là 38cm và chiều sâu là 36cm, kích thước rất hợp lý để chúng ta có thể để vào trong tủ. Và phía trong lòng thì giúp chúng ta để vừa được giấy A4, túi hồ sơ, sổ đỏ, những cái giấy tờ quan trọng đều vừa được hết. Ở bên trong đây thì có một cái ngăn di chuyển lên xuống được theo ý muốn của mình. Và nếu như các bạn có quan tâm đến một chiếc cassette mini chất lượng hàng đầu số 1 Việt Nam hiện nay, thì có thể liên hệ trực tiếp qua tổng công ty cassette Việt Tiệp qua số điện thoại hotline tổng đài 1900 98 9932 để tư vấn và mua những sản phẩm cao cấp chất lượng nhất. Và hiện tại sản phẩm này đang bán trực tiếp tại hệ thống cassette Việt Tiệp. Và hoặc các bạn cần thông tin trợ giúp tốt hơn, các bạn có thể ấn vào nút tin nhắn ở bên dưới để nhân viên của chúng tôi có thể hỗ trợ bạn một cách tốt hơn. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm và xem video clip của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.